ngày 23 tháng 6, tại Hà Nội, Công đoàn Vietinbank đã tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng lần thứ 6 năm 2018 với chủ đề Vietinbank 30 năm một chặng đường. Hội diễn của chúng ta thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn. Dự hội diễn có bà Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Trần Hồng Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Về phía Vietinbank có ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng ban Tổ chức hội diễn; ông Lê Đức Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Vietinbank, Phó Trưởng ban Tổ chức hội diễn; ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng ban Tổ chức hội diễn và nhiều ông bà trong ban lãnh đạo Vietinbank. Hội diễn nghệ thuật quần chúng Vietinbank là sân chơi truyền thống được tổ chức định kỳ 5 năm một lần. Năm nay, hội diễn đã thu hút được hơn 500 nghệ sĩ không chuyên là các cán bộ đoàn viên đến từ công đoàn cơ sở 7 khu vực trên toàn quốc. Với sự đầu tư bài bản, biên đạo công phu, các bài dự thi của 7 khu vực đã cống hiến những màn biểu diễn ấn tượng, đầy bất ngờ cho khán giả. Các đoàn nghệ thuật đã mang tới những tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn, đa dạng chất liệu, tạo cho hội diễn không khí vui tươi, hào hứng và vô cùng sôi động. Tối cùng ngày đã diễn ra lễ bế mạc đầy màu sắc với phần công diễn các tiết mục giàu cảm xúc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và đặc biệt là ca ngợi về chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Vietinbank. Ban giám khảo hoàn toàn bị chinh phục bởi tinh thần biểu diễn của bảy diễn viên của cả bảy đoàn với gần 500 diễn viên. Đó là tinh thần nhiệt tình, hết mình, vô tư, trong sáng và tự tin đến với hội diễn như đến với ngày hội lớn về văn hóa, về tinh thần của lực lượng của chúng ta. Chính vì vậy, tinh thần của hội diễn là tinh thần cùng vui, cùng chia sẻ và cùng ca ngợi những thành tích, những chiến công của chúng ta. Đây chính là một cái thắng lợi, theo tôi nghĩ là thắng lợi lớn nhất trong hội diễn lần này. Ban tổ chức đã tiến hành trao giải với một giải đặc biệt toàn đoàn cho đoàn nghệ thuật công đoàn khu vực 1. Một giải nhất cho công đoàn khu vực 7, hai giải nhì cho công đoàn khu vực 3, 5, ba giải ba cho công đoàn khu vực 2, 4, 6 và nhiều giải thưởng cho các tiết mục văn nghệ đặc sắc và các giải phụ khác. Diễn nghệ thuật quần chúng Vietinbank lần thứ 6 năm 2018 thành công tốt đẹp đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho người lao động trong toàn hệ thống, góp phần nâng cao tinh thần, năng suất, chất lượng nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.